Hưng và cá. Hưng là một người sống bằng nghề câu cá trào. Sáng nào anh cũng cùng với chiếc thuyền nan, chiếc cần câu và một con vịt, anh thường bơi thuyền trên sông Bạch Yến hoặc bơi ở hai bờ sông Hương để hành nghề của mình. Hôm ấy, Hưng phát hiện được một ổ cá trào con đang bơi bên bờ sông Bạch Yến. Anh ta dừng bơi, chiếc thuyền từ từ dừng lại. Hưng bắt đầu thả con vịt đã được huấn luyện để câu cá trào xuống. Sau đó không bao lâu, qua động tác của vịt, anh ta đã biết chắc nơi vùng nước này đã có cá trào mẹ. Hưng đã sử dụng nghệ thuật câu cá trào của mình, và chẳng bao lâu cá trào mẹ đã bị sa vào lưới câu của anh, để lại cả một đàn con bơ vơ ngơ ngác. Vui quá, Hưng không tiếp tục cuộc hành nghề mà quay thuyền trở về và nghĩ rằng trưa này sẽ có một bữa ăn ngon. Về đến nhà, Hưng reo lên với mẹ và cả gia đình: "Trưa nay nhà mình sẽ có một bữa ăn ngon." Mẹ Hưng nói: "Trưa nay mẹ đã sắm thức ăn ngon cho cả gia đình rồi, còn cá trào ấy con hãy thả vào vại nước để dành nó cho ngày mai." Hưng liền đưa tay bắt con cá trào ấy thả vào vại nước. Như vậy, con cá trào mẹ kia còn có cơ hội để tiếp tục sống thêm 24 tiếng đồng hồ nữa trước khi thân thể tanh hôi của nó làm khoái khẩu vui thích cho cả nhiều người. Và trong những người ấy, có mấy ai biết được nỗi đau thương ở nơi mẹ con của cá. Đêm ấy, trời bất ngờ có cơn gió lớn, nắp đậy trên dại bị bay, cá trào mẹ kia nhảy giọt ra khỏi dại nước và lăn theo con đường mòn xuống sông, về lại với đàn con của nó trên sông Bạch Yến. Mẹ con đàn trào vui vẻ biết bao. Sáng ngày mai, Hưng ra nhìn lại dại nước, không thấy con cá trào ấy đâu nữa. Anh ta buồn và cố gắng đi câu con cá trào khác. Anh ta đã cùng với chiếc thuyền nan, con vịt và cần câu bơi dọc theo bờ sông Bạch Yến sau chùa Phước Duyên. Anh phát hiện ra một ổ cá trào con. Anh đã sử dụng nghệ thuật câu như trước. Không bao lâu, anh bắt được cá trào mẹ. Và anh nhận ra ngay con cá trào này chính là con cá trào ngày hôm qua. Nhìn nó một hồi lâu, anh xúc động đến nỗi nước mắt của anh không cầm được. Anh tự nhủ: "Thôi, mình thả nó xuống nước, để cho nó sống và bảo vệ đàn con của nó. Loài cá khi làm mẹ, nó vẫn tìm đủ mọi cách để thể hiện cho được cái thiên chức của nó. Ui cha, tình mẹ của cá thật xúc động và quý báu làm sao. Dù bao nhiêu gian nguy, nó vẫn tìm về với con nó." Hưng đã bẻ cần câu, dứt những miếng mồi vô sự xuống cho cá trào mẹ, rồi mỉm cười và bơi thuyền về nhà. Trưa nay, Hưng và cả gia đình chỉ ăn bữa ăn đạm bạc gồm rau và nước tương mà trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Sau đó, Hưng đã đổi nghề, sống rất sâu sắc và có tình nghĩa với những người xung quanh, nhất là đối với mẹ. Giọt nắng chiều và mướp. Con mèo mướp ở chùa Từ Hiếu, trước khi sanh con, nó nằm thở thật mệt nhọc trên thành tháp của ngài Sơ Tổ. Ánh nắng và ngọn gió chiều, dù thơ mộng và dịu mát, cũng không làm mát dịu được những cảm giác oi bức, nặng nề, giả dưỡi và hỗn hển do hậu quả của niềm vui thú tính đem lại cho mướp. Mướp nhắm mắt lại để những nỗi đau do nghiệp duyên dục lạc hành hạ. Và sau sự âm thầm chịu đựng, mướp đã cho ra đời hai đứa con, một đen và một tam thể. Hằng ngày, mướp chăm sóc hai con mình thật kỹ lưỡng. Hễ nghe một tiếng động là mướp chuyển con mình từ nơi này sang nơi khác, nghĩa là mướp luôn luôn giấu con vào những chỗ thật an toàn và yên tĩnh. Hai con càng ngày càng lớn, mướp đưa hai con của mình từ bóng tối ra ánh sáng, từ chỗ yên đến chỗ động, để tiếp xúc với mặt trời và với những gì xung quanh. Có khi mướp nằm sải chân giữa nắng cho hai con bú. Bú xong, mướp tập cho hai con nhảy. Nhảy từ chỗ này qua chỗ khác, từ cây này qua cây khác. Có những khi tôi đứng yên lắng nhìn cảnh hạnh phúc của mẹ con mướp mà thèm. Mướp đi kiếm mồi mỗi ngày để nuôi hai con. Và có những ngày mướp không kiếm ra mồi, mướp đói, hai con không có sữa để bú. Mướp đi rất yếu ớt, đến thất lắng nghe, kêu và cào ngoài cửa.
Tôi biết nên đem thức ăn chia sẻ cho Mướp để Mướp có điều kiện chăm sóc hai con. Đêm hôm ấy, có một con mèo đực xuất hiện. Con mèo đực ấy đã từng giúp cho Mướp vui trong khoảnh khắc từ dạo đó và ra đi biền biệt để lại cho Mướp sự đau khổ và lo lắng dạng đời. Mướp âm thầm chịu đựng, tự mình sinh đẻ và nuôi con lớn khôn. Bất thần, cậu mèo đực kia xuất hiện với dáng điệu thèm khát và hung hăng, đè hai con của Mướp cắn. Mướp đã đem hết sức của mình để bảo vệ hai con, nhưng đã không thoát khỏi nanh vuốt hải hùng của con mèo đực ấy. Hai đứa con thơ xinh đẹp của Mướp lăn ngã ra chết với thân thể đầy máu me, thương tích. Còn Mướp bị cậu mèo kia giả cào hư một con mắt và cắn què một chân. Nghe tiếng động của một chú tiểu, cậu mèo đực kia giọt chạy, nhưng Mướp vẫn đứng bất động nhìn hai con của mình. Chú tiểu đưa hai con của Mướp đi chôn cất. Mướp vừa đi vừa nhìn theo, máu trong mắt chảy ra từng giọt thấm trên mặt đất. Đố ai biết được nỗi đau của Mướp đến chừng mức nào trong những biến cố ấy. 3 ngày sau, kể từ khi hai con mất, Mướp không còn đến thất lắng nghe để kêu và cào cửa nữa. Chiều hôm ấy, tôi mở cửa thất đi xuống thiền đường, thấy Mướp nằm yên lắng trên gốc cây sứ bên tháp tổ, với bước chân thật nhẹ. Tôi đến để nhìn và chăm sóc những vết thương cho Mướp, nhưng Mướp đã hoàn toàn bất động. Mướp đã vĩnh viễn đi về cùng với hai con. Bấy giờ, trên thân của Mướp, một vài tia nắng hoàng hôn xuyên qua kẽ lá, rọi xuống cùng với một vài chiếc lá vàng rơi phủ trên thân Mướp, như đồng cảm với những nỗi đau của Mướp. Mướp nằm đó mà đã thật sự ra đi với thiên chức làm mẹ của mình. Cái đẹp từ bên trong. Dũng liếm quý báu nhất của người nữ không phải là sắc đẹp, mà là thiên chức làm mẹ. Sắc đẹp đã đem lại cho người nữ nhiều vinh dự và được người khác giới tính cưng chiều. Chính sự cưng chiều sắc đẹp của người nữ ở những người khác giới khiến cho người nữ trở thành bất hạnh, vì họ là đối tượng cho mọi tham dục hướng đến, và cuối cùng họ là nạn nhân của vô minh. Họ sẽ bị dứt bỏ sau khi sắc đẹp của họ đã bị khám phá và úa tàn. Nếu Kiều không phải là người con gái khuôn trăng đầy đặn và 10 phân vẹn 10, thì cuộc đời của Kiều không phải trải qua 15 năm cay đắng, và không đến nỗi phải tuyệt vọng mà nhảy xuống sông tiền đường để tự vẫn. Nhưng may nhờ có sự giác duyên cứu thoát. Một người nữ thông minh, họ không quan tâm lắm đến việc chăm sóc sắc đẹp bên ngoài. Họ dư biết đó là con dao bén hai lưỡi, nó có khả năng giết chết người khác, nhưng nó cũng có khả năng giết chết chính họ. Do đó, đối với cái đẹp bên ngoài, họ chỉ biết chăm sóc vừa đủ để lịch sự với đời, với sự giao tiếp bình thường và với những gì xảy ra chung quanh cuộc sống. Họ đã dành hết thì giờ để chăm sóc và phát triển cái đẹp bên trong. Đó là cái đẹp của thiên chức làm mẹ. Một bà mẹ có thiên chức thì bà mẹ ấy sinh con, nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ, hy sinh, thương yêu và bảo vệ con cái một cách tự nhiên, không cần có một điều kiện nào với con cái cả. Họ biết chăm sóc tâm hồn của họ khi chưa có chồng, để tâm hồn của họ không quá bận rộn với những khát khao thấp kém. Và khi có chồng, họ lại càng chăm sóc tâm hồn của họ một cách kỹ lưỡng hơn. Không giận hờn, không trách móc, sống thủy chung, không đam mê, tham đắm. Họ chín chắn trong từng lời nói, họ tao nhã trong từng cử chỉ. Họ sống với bàn tay và tâm hồn mở rộng để làm điều kiện sinh khởi qua trái tình yêu đồng mùa, và đã biết chăm sóc qua trái ấy ngay khi mới hình tượng trong ý tưởng. Có nhiều người nữ họ không sinh con, nhưng họ vẫn có thiên chức làm mẹ, và họ đã thể hiện thiên chức ấy qua nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ chăm sóc những người cháu gọi họ bằng dì hoặc bằng cô, hay họ chăm sóc những bông hoa, những luống rau, những vườn cải, những phím đàn, những bức tranh, hay chăm sóc những con chó, con mèo như những người con thân yêu của họ. Có những người nữ, họ có những nỗi đau kinh trời, nhưng âm thầm chịu đựng. Họ không hề nói với ai, dù là cha hay mẹ, dù là chồng hay con. Vì họ sợ nói ra
làm cho những người kia buồn, làm cho những người kia đau khổ, hay làm cho những người kia nhục nhã. Họ âm thầm chịu đựng những đau khổ và nhục nhã một mình. Cái âm thầm chịu đựng đó cũng là cái chịu đựng của thiên chức làm mẹ, dù là người mẹ chưa hề sinh con. Chính cái đó là cái đẹp bên trong của người nữ, và là cái đẹp tích cực mà người nữ đã hiến tặng cho đời. Sự hiện diện của họ giữa cuộc đời như là sự hiện hữu của một làn gió mát thổi qua giữa dần thái dương oi bức, như là sự hiện diện hơi ấm trong lòng đất khi đồng chí trở về, và như sự hiện diện của dần trăng mát giữa bầu trời tự do. Nếu người nữ không biết nuôi dưỡng và phát huy những cái đẹp đó, mà phát huy những nhu cầu hưởng thụ, đua đòi theo thời trang và đám đông, thì sự hiện hữu của nữ giới là một gánh nặng cho gia đình, xã hội và trái đất. Xã hội ngày nay, trên đà văn minh của khoa học kỹ thuật, nếu người nữ không thông minh, không biết nuôi con, không biết chăm sóc con, không biết ru con, không biết cho con bú, không có thì giờ để chơi với con, thì họ sẽ đánh mất thiên chức của mình. Và thậm tệ hơn, có nhiều người nữ hiện nay đã giết chết con mình ngay ở trong bào thai để che đậy hành vi bất chánh của mình đối với gia đình và xã hội. Hành động bà mẹ giết con ở trong bào thai là một hành động phổ biến của một xã hội loài người mang rợ. Nhưng điều bất hạnh của cả mẹ và con ấy lại được luật pháp của một số quốc gia cho phép hay tán đồng. Chính hành động bà mẹ giết con trong thai đã đánh mất thiên chức làm mẹ của họ. Người ấy đã mất hết hoàn toàn cái đẹp bên trong. Sự hiện hữu của họ chỉ là trò mua vui của người khác giới, và là một gánh nặng cho đời. Từ ngoại ru, bà ngoại tôi mất sớm, để lại cho ông ngoại tôi 3 tác phẩm tình yêu là 2 trai và 1 gái. Mỗi ngày, ngoài công việc dạy học và làm nghề thầy thuốc cũng như thiên chức làm cha, bây giờ ông ngoại tôi còn phải làm thêm thiên chức của người làm mẹ nữa, chăm sóc hai cậu và mẹ tôi mỗi ngày cả hai mặt, tinh thần và vật chất. Bây giờ có nhiều bạn bè thấy ngoại tôi tất bật với công việc trong cảnh gà trống nuôi con, liền khuyên ngoại tôi bước thêm một bước nữa. Nhưng ngoại đã cười và nói: trong vũ trụ ta có phận sự, chốn hồ đồ nghiêng ngửa chênh chênh, xá chi chút đỉnh phù sinh, để nó đi qua cho mình rảnh rỗi. Chẳng bao lâu, trong cảnh gà trống nuôi con ấy, người em trai và người em dâu của ngoại cũng qua đời, để lại cho ngoại 3 người cháu kia bằng bác, một người 11 tuổi, một người 7 tuổi và một người 4 tuổi. Như vậy, ngoài 2 cậu và mẹ của tôi, ông ngoại tôi còn phải chăm sóc 3 dì của tôi nữa. Mỗi lần dạy các con và cháu, ông ngoại tôi nói: hai vai gánh nặng triều triều, vai mang chữ hiếu, vai điều chữ trung. Người thai mắt ở trong trời đất, ai lại không cha mẹ sinh thành. Gương treo đức hạnh trời kinh, ở sao cho xứng chút tình làm con. Giữ hiếu niệm cho tròn một chút, suy ra trăm nết đều nên. Ngoài việc chăm sóc áo cơm, ăn uống, chữ nghĩa, ngoại tôi còn để tâm chăm sóc con cháu mỗi ngày bằng đức hạnh và sự hiếu kính. Các dì tôi kể, mỗi lần các dì có điều gì bất bình, lời qua tiếng lại, ngoại tôi không la rầy ai cả, mà chỉ thằng hắn là không khí trở lại yên tĩnh. Ngoại tôi dạy cho các cậu, mẹ và dì về những phương pháp trị liệu căn bản của y dược, để cho các cậu, mẹ và dì sử dụng cho mình và giúp người trong những lúc cần thiết. Ngoại thường nói với cậu, mẹ và dì: nhất thế y tam thế suy, nghĩa là một đời làm thầy thuốc là suy đến 3 đời. Nhưng ngoại lại nói tiếp: làm thầy thuốc thì phải có y đức, và phát triển y đức đó đến bệnh nhân, phát triển lòng nhân ái đến với mọi người tật bệnh khi họ cần mình không kể giờ giấc. Nếu người làm thầy thuốc với y đức như vậy, thì không những nhất thế y tam thế suy mà nhất thế y tam thế thạnh. Các dì tôi kể, ông ngoại dạy các cậu, mẹ và các dì tôi làm bánh, làm mứt,
cách nấu ăn và nhất là cách nấu chay, cách tiếp xử khi khách đến. Mọi việc ngoại tôi dạy dỗ đều đến nơi đến chốn. Nhờ vậy mà mẹ tôi là người nữ biết nấu chay đầu tiên ở trong vùng. Mẹ tôi nấu chay rất ngon, làm mứt và bánh rất giỏi. Ngoại tôi là một nhà nho, một nhà giáo, một nhà thầy thuốc, nhưng cũng là một Phật tử thuần thành. Vào thập niên 30, Hội An Nam Phật học ra đời. Ngoại tôi là hội viên chính thức của hội, là một trong những vị sáng lập viên của Hội An Nam Phật học tại huyện Quảng Điền, và đã cùng với các sĩ phu trong vùng xây dựng khuôn hội đầu tiên tại bản xứ. Các hòa thượng Đôn Hậu, Thiện Minh, Thiện Siêu, Huyền Quang khi còn là giảng sư của Hội An Nam Phật học, mỗi lần các ngài đi hoằng pháp và thăm viếng các cơ sở Phật giáo hạ tầng ở vùng Thùy Dương Cát Trắng này, đều dừng chân và nghỉ ngơi ở nhà ngoại tôi. Các ngài rất thương ngoại tôi, nhờ vậy mà các cậu, mẹ và dì tôi có cơ hội học hỏi giáo lý và tăng trưởng đức tin, cũng như được kính lễ các ngài. Tôi nhớ cách đây 15 năm, có lần tôi đi với cậu tôi đến thăm Hòa Thượng Thiện Siêu tại Chùa Từ Đàm. Hòa Thượng biết cậu tôi là con của ngoại tôi nên hỏi: Thái Hòa là chi của bác? Cậu tôi trả lời: Thầy Thái Hòa kêu con bằng cậu. Hòa Thượng nói: Thế thì Thái Hòa là cháu ngoại của cụ Hiển. Ông ngoại tôi tên là Nguyễn Đình Hiển. Cậu tôi dạ. Hòa Thượng nói: Rứa thì quý quá quá. Mấy lâu nay tôi đâu có biết Thái Hòa là cháu ngoại của cụ Hiển. Ngoại tôi đã định vợ gả chồng cho các cậu, mẹ và các dì tôi một cách im thấm. Người nào cũng sống hạnh phúc trong tình cảm lứa đôi của mình. Ngoại tôi đã đưa mẹ tôi theo cha tôi về nhà nội lúc mẹ tôi mới 20 tuổi. Cha tôi kể cho tôi nghe rằng khi mẹ tôi sinh chị đầu của tôi, ông ngoại tôi chăm sóc mẹ tôi hết sức kỹ lưỡng, chăm sóc kỹ lưỡng trước khi sinh 10 ngày và sau khi sinh 1 tháng. Nghe cha tôi kể, tôi nghĩ ông ngoại cưng cháu ngoại và con gái quá chừng. Tôi nghĩ cuộc đời của ngoại tôi thật là gian truân, nhưng cũng đẹp, thật tuyệt vời. Người vừa giữ gìn khí tiết của một sĩ phu đương thời, vừa giữ gìn được sự chung thủy của một người chồng đối với vợ và sự thanh cao của người đàn ông trong một xã hội hư đốn. Đó là cái quý báu mà ngoại tôi đã để lại cho con cháu chúng tôi. Tôi thầm biết ơn ngoại, ông bà ngoại tôi đã đưa mẹ tôi ra đời, nuôi dạy mẹ tôi lớn khôn, dạy cho mẹ tôi học, dìu dắt mẹ tôi đi trên đường đời và cả đường đạo. Và quan trọng hơn hết là ông ngoại tôi đã thay thế lời ru của bà ngoại để ru con, ru cháu với lời ru dịu ngọt, với lời ru khí tiết, với lời ru thủy chung, với lời ru thanh cao giữa sáng sớm, giữa trưa hè, giữa đêm về, giữa trăng lên và ngay cả giữa những ngày giông bão. Lời ru của ông ngoại đã thấm vào tim và máu của mẹ tôi. Lời ru của ông ngoại đã đưa mẹ tôi đi vào làm dâu một cách bình an giữa một dòng họ giàu có chức quyền trong một xã hội quan liêu phong kiến. Lời ru của ngoại đã làm cho mẹ tôi sống với tâm hồn và bàn tay mở rộng giữa khung trời vinh hoa và hạnh phúc chật hẹp. Năm 33 tuổi, mẹ tôi lại đưa tôi ra đời. Tôi không chịu khóc, ông ngoại tôi đã đưa chiếc kim chích vào những huyệt cần thiết trên thân thể tôi. Lúc bấy giờ, tôi mới chịu bật tiếng khóc chào đời. Và mẹ tôi kể, khi đưa tôi ra đời, mắt tôi không chịu mở, chỉ nhắm lại. Và sau 3 tháng, ngoại tôi dạy mẹ tôi chích vào nơi huyệt mắt, mắt tôi mới mở to ra. Mỗi lần mẹ hoặc dì bồng tôi đến chỗ đông người là tôi khóc. Ngoại tôi bảo, đưa cháu vào trong phòng một mình là nó tự nín thôi. Gần 40 năm xuất gia, trưa mùng 10 tháng 6 năm 2002, khi cùng với tăng thân từ hiếu ở quá đường dâng bát cơm lên cúng dường Phật Bồ Tát, các vị tổ sư,
và trong tôi bỗng dưng khởi lên cảm giác xúc động, nước mắt tôi không cầm nổi. Tôi nhớ mẹ và nhớ ông ngoại tôi một cách lạ lùng. Lời ru của mẹ đã làm mát đời tôi, đã đưa tôi đi bình yên giữa cuộc đời giông bão. Và lời ru của ông ngoại đã ru mẹ tôi ngày ấy cũng vọng về trong máu và tim tôi. À ơi, gương treo đức hạnh trời kinh. À ơi, ở sao cho xứng chút tình làm con. À ơi, giữ hiếu niệm cho tròn một chút. À ơi, suy ra trăm nết đều nên. À ơi, à ơi, ơi à. Lời ru công ngoại không chỉ là một sự êm đềm, mà còn là chuyển tải một hướng đi, một nếp sống đã vọng về từ chiều sâu tâm thức của tôi. Tôi biết ông ngoại tôi đã đi xa 46 năm rồi. Ru chạm mặt trời. Lời ru của ngoại đã khiến cho mẹ tôi lớn lên, sống với tâm hồn và bàn tay mở rộng. Và lời ru ấy, mẹ tôi đã truyền đạt qua tôi, dẫn tôi vượt qua lối cũ, bước tới con đường lớn của người xuất gia khi mới 13 tuổi. Khi sống đời xuất gia, trong tôi không những chỉ còn lời ru vang vọng dẫn lối đưa đường đơn điệu của mẹ, mà lời ru ấy đã được hòa quyện với lời ru của thầy. Thầy tôi không những chỉ chăm sóc tôi như một vị thầy, một vị cha, mà còn chăm sóc tôi như một bà mẹ của tâm hồn và nghị lực. Lời thầy ru hùng tráng như một người cha, không phải để cho tôi ngủ, mà để cho tôi thức. Lời ru của thầy êm đềm dịu ngọt như lời ru của mẹ, không phải để cho tôi thức mà để cho tôi ngủ. Lời ru của thầy như một bậc đạo sư đầy tâm huyết và nhiệt tình, không phải ru cho tôi thức hay ngủ, mà lời ru như thúc giục tôi mạnh dạn bước lên đường. Và lời ru của thầy ru tôi như một nhà đạo sĩ mang cả một khối tình siêu bạc trên vai gầy. Thanh thản đi về từ chốn cũ non xưa với đồng bằng phố thị, lời ru của thầy đã chạm vào hạt giống tuệ giác thâm sâu bao đời nơi tâm thức tôi, khiến thánh thai trong tôi tinh kết và lớn mạnh mỗi ngày. Lời ru của thầy đã nuôi dưỡng tôi trong từng bước chân đi, trong từng động tác nằm ngồi, trong từng nụ cười và hơi thở. Lời ru của thầy đã từng nuôi tôi trong từng bữa ăn, trong mỗi khi rửa bát, lặt rau, quét nhà, tắm rửa và cách nhìn trần thế. Và cũng có lúc lời ru của thầy không phải đi theo tôi, mà đi trước, bay vút lên trên tôi, lấn át cả giông bão, cả sấm sét nổi lên trong đời tôi và xóa sạch những khối đen lầm lì trước mặt. Lời ru của thầy thật kỳ diệu làm sao. Nếu không có lời ru của thầy thì tôi không phải là tôi của ngày hôm nay. Thánh thai của tôi lớn lên trải dài 9 năm giữa những lời ru ấy của thầy. Và tăng đoàn đã đưa tôi ra đời ở trong chánh pháp và đã xác nhận tôi là thành viên chính thức của tăng bảo khi tôi mới 22 tuổi đời. Bấy giờ, bước chân tôi đi không còn là bước chân một mình. Lời ru tôi nghe không còn là lời ru cho mình tôi. Tôi đi là đi cho cha mẹ. Tôi đi là đi cho cả dòng họ. Tôi đi là đi cho cả quê hương. Và tôi đi là đi cho cả cuộc đời. Tôi đi là tiếp tục sự nghiệp bình an của những thế hệ quá khứ và tiếp tục truyền đạt tới cho những thế hệ tương lai. Và bây giờ tôi mới nhận ra lời ru của thầy không phải là lời ru riêng cho mình tôi, mà lời ru cho tất cả. Lời ru của mẹ tôi ngày ấy đã hòa quyện vào lời ru của thầy, và lời ru của thầy đối với tôi trong 9 năm ấy đã đưa tôi hòa quyện vào đời sống của tăng thân. Và mỗi ngày, lời ru của tăng đã đưa tôi bước đi vững chãi trên con đường thanh bạch, tịnh lự và tuệ giác. Khuya hôm qua, 11 tháng 6 năm 2002, trăng sáng đẹp, từ thiền thất tôi bước từng bước chân tĩnh lặng đến hồ Sao Hôm ngồi một mình. Tôi nghe lời ru từ dòng suối Tào Khê vọng lại. À ơi,
Tàu Khê một dòng biếc chảy mãi về phương đông, Quan Âm bình nước tịnh tẩy sạch dấu phong trần, Cành Dương rưới cam lộ làm sống dậy mùa xuân, làm lắng dịu muôn lòng. Và sau khoảnh khắc ấy, tôi cũng đã nghe lời ru của tăng thân vọng ra từ Phật điện với điệu ru hùng tráng. Ơ hờ hơ, dù cuộc đời dơ bẩn, con xin nguyện bước vào, trước hết để sống cùng và sau là hóa độ. Nếu có chúng sanh nào chưa vào biển tuệ giác thì con xin thề nguyện chưa chứng nhập niết bàn. Hơ hà hơ, hãy vượt qua mau, hãy vượt qua mau, hãy vượt qua mau bờ bên kia, hãy vượt hẳn qua bên kia bờ, chào mừng bậc giác ngộ thành công. Hơ hà hơ, bao nhiêu tâm niệm như bụi đời cũng đều có thể đếm biết hết, bao nhiêu nước ở trong biển cả cũng đều có thể uống hết được. Không gian dẫu cho có rộng lớn cũng đều có thể đo lường được, và dù bao nhiêu gió xoáy lớn cũng đều có thể buộc lại được, nhưng không thể diễn tả hết được bao nhiêu công hạnh của Như Lai. Lời ru thâm sâu của dòng suối Tàu Khê, lời ru hùng tráng của tăng thân từ Phật điện càng lúc càng vang ra xa, đã chạm đến những hoa súng đang ngái ngủ trên hồ, chạm vào cỏ cây hoa lá, chạm vào đất đá rong rêu, chạm vào núi rừng trùng điệp, chạm vào biển cả trùng dương và chạm mặt trời, khiến mặt trời thức dậy tỏa chiếu ánh sáng dịu hiền xuống trần gian, xóa sạch bao nỗi ưu phiền. Ôi lời ru kỳ lạ, ôi lời ru thiên thu, ôi lời ru làm mẹ cuộc đời, làm thay đổi mặt trời và làm nở nụ cười trên môi cho hết thảy muốn trọ qua đêm. Sáng nay tôi và sư chú Từ Dung ngồi ở hồ bán nguyệt từ hiếu cho cá ăn và chơi với cá. Sư chú Từ Dung kể cho tôi nghe những khó khăn xen vào những hạnh phúc của chú trong lúc làm chú tiểu và làm sư chú. Chú đọc cho tôi nghe một vài bài thơ do chú cảm tác khi đọc mây gió thông dong, hay bất chợt nhìn qua khe cửa thấy hoa súng tím nở lưng chừng trong hồ nước. Những đề tài nói chuyện giữa thầy trò chúng tôi vào sáng sớm thật thú vị làm sao. Bất chợt tiếng động của Ple, của sinh viên y khoa của Hoa Kỳ đến Huế để thực tập tại trường đại học y khoa. Mỗi sáng sớm cô đều về chùa Từ Hiếu để cùng tăng thân thực tập đời sống chánh niệm tỉnh thức, rồi sau đó về trường để làm công việc của mình. Tôi nhìn Ple mỉm cười và nói với sư chú Từ Dung, nhiều người trẻ thì sáng sớm về chùa thực tập chánh niệm tỉnh thức, có một số tăng ni trẻ trong chùa thì rời chùa đi từ sáng sớm, họ không đi hoành đạo mà có thể họ đi kiếm một chút trí thức hay một chút danh xưng hư huyễn giữa cuộc đời, và khi hoàng hôn xuống họ trở về chùa và chùa chỉ là quán trọ qua đêm. Mây bạc trên nền trời. Nếu bạn có một chút tâm hồn hay một chút thú vị đối với cuộc sống, thì bạn có thể nhìn thấy những dần mây bạc bay lơ lửng trên nền trời xanh khi hoàng hôn buông xuống, để cảm nhận sự sống của chính mình đi qua một ngày hay đi qua gần cả một đời người. Hoàng hôn thì về với bóng đêm, mà mây bạc thì đi về diễn xứ. Bạn thì đi về đâu? Chẳng lẽ bạn không có chỗ về, hay chỉ là người cố bám lấy quán trọ với đôi bàn tay khô khan bất lực? Nếu bạn chưa từng là người kinh nghiệm, chưa từng là người chứng nghiệm cuộc sống, thì bạn khó có thể thấy được sự có mặt của hoàng hôn và mây bạc, huống hồ là cảm nhận những gì sâu sắc từ sự có mặt của những cái ấy. Khi nhìn hoàng hôn mà mắt bạn trong vắt, khi nhìn mây bạc mà thấy rõ nẻo về, điều đó chứng tỏ rằng một ngày đi qua hay gần cả một đời người đi qua của bạn thật có ý nghĩa. Vì trong khoảnh khắc ấy, trong giây phút ấy, tâm ý của bạn đã xóa sạch mọi bóng mờ.
bạn thanh thản mỉm cười với ráng nắng hoàng hôn và thảnh thơi nhìn những dần mây bạc bay thong dong trên nền trời thanh cao và vô hạn. Bạn muốn tình yêu nào? Bạn biết không, trăng là tình yêu của đất trời, là sự gợi hướng cho thiên nhân. Nên không có thiên nhân nào mà trong thơ của họ hay trong đời sống của họ mà không có chút tình của trăng. Nhưng trăng là kẻ thù của bóng đêm. Bạn biết không, trái tim là tình yêu của con người. Nếu không có trái tim thì con người sẽ không biết tình yêu là gì. Nhưng yêu quá, trái tim sẽ trở thành tê liệt và đồng hóa với thần chết. Thần chết ghét nhất là trái tim của con người và trái tim của muôn loài. Bạn biết không, tâm hồn là tình yêu của thiền sư. Vì thiền sư chăm sóc tâm hồn hơn chăm sóc bất cứ cái gì trong cuộc sống. Nếu không có tâm hồn thì thiền sư sẽ chết. Nhưng nếu không có thiền sư thì tâm hồn giẫm nát hết mọi cuộc sống con người. Và bạn biết không, sự thanh cao là tình yêu của bậc thánh. Bậc thánh chăm sóc sự thanh cao như trời đất chăm sóc mặt trăng, như con người chăm sóc trái tim và như thiền sư chăm sóc tâm hồn. Trong đời sống của bậc thánh có thể thiếu vắng tất cả, nhưng không thể thiếu vắng sự thanh cao. Vì thiếu vắng nó, bậc thánh sẽ chết và không còn lý do gì để tồn tại. Vậy bạn muốn sống với tình yêu nào là tùy bạn, vì tình yêu nào cũng đem lại sự sống cho bạn cả. Tình yêu của trăng. Trăng là một bảo vật của cuộc sống con người mà trời đất đã hiến tặng cho ta, nên ta tiếp nhận trăng là phải tiếp nhận với tất cả tâm hồn tĩnh lặng của ta. Nếu ta tiếp nhận trăng với một tâm hồn suồng sã thì trăng sẽ chết trong ta và ta cũng sẽ chết trong trăng. Đêm về là trăng xuất hiện để hiến tặng tình yêu đầm thắm, tĩnh lặng và mênh mông cho ta, cho thế giới con người và cho hết thảy chúng sanh, kể cả hữu tình và vô tình. Chính nhờ tình yêu của trăng đầm thắm, tĩnh lặng và mênh mông nên lúc nào dở đâu, tình yêu của trăng vẫn đẹp, vẫn dễ thương. Đẹp và dễ thương đến nỗi có nhiều người suồng sã và chết đuối với trăng. Nhưng thật ra, trăng chẳng muốn cho ai suồng sã và chết đuối vì mình. Trăng đến với ta như mẹ đến với con. Ta đến với trăng như tình ta yêu mẹ. Ta đến với trăng hay trăng đến với ta mà không có một mặt ước hoặc một điều kiện nào cả. Bởi vậy ta ngắm trăng mỗi đêm là để học hành tình yêu không mặt ước của trăng. Tình yêu đích thực của trăng là tình yêu không mặt ước, vì tình yêu ấy là tình yêu vượt khỏi bến bờ. Và đêm trăng rằm tháng 6 âm lịch, cách đây 2625 năm, từ cung trời Đâu Suất, bằng tất cả tình yêu tinh khiết, tĩnh lặng và mênh mông, Đấng Thế Tôn đã đi vào thai mẹ và rồi xuất hiện giữa cuộc đời và ngày trăng rằm tháng 4, như là sự xuất hiện trọn vẹn của dần trăng tuệ giác. Và rồi Đấng Thế Tôn đi vào Niết Bàn vào ngày trăng tròn tháng 2 âm lịch. Như vậy, Đấng Thế Tôn đi xuống cũng đi xuống cùng với dần trăng trọn vẹn. Nghĩa là Thế Tôn đi xuống với cuộc đời bằng tất cả tình yêu trong sáng và trọn vẹn của chính mình. Đấng Thế Tôn đi ra từ trong thai mẹ với cuộc đời cũng cùng đi với một dần trăng trọn vẹn. Nghĩa là Thế Tôn đi ra với cuộc đời cũng bằng tất cả tình yêu trong sáng và trọn vẹn của chính mình. Và Thế Tôn đi về cũng đi về cùng với một dần trăng trọn vẹn. Nghĩa là Thế Tôn sau khi hành đạo xong, Ngài đi về cũng đi về với tất cả tình yêu trong sáng và trọn vẹn của chính mình. Bởi vậy, khi ta ngắm trăng với tâm hồn tĩnh lặng là ta có khả năng tiếp xúc được với ý nghĩa sâu xa của sự đi xuống, đi ra và đi về của Thế Tôn. Ta có thể thấy Thế Tôn qua trăng hay thấy Thế Tôn là trăng. Và qua trăng, ta cũng có thể thấy được tâm ta cũng có thể là mặt trời và cũng có thể là mặt trăng,
cũng có thể là núi tuyết hay một núi đá chai lì, mà cũng có thể là một dòng sông hay một biển cả, nếu ta ngắm và tiếp nhận trăng bằng tất cả tình yêu trong sáng và trọn vẹn của ta, thì tâm ta là hơi ấm của ban ngày, là sự tươi mát của ban đêm, là núi tuyết không lạnh lùng, là núi đá vững chãi, là dòng sông ngọt ngào linh hoạt, là biển cả và ánh trăng yên lặng tỏa chiếu lên nhau không có lằn mức. Và trái lại, nếu ta ngắm và tiếp nhận trăng bằng tình yêu khuyết tật của ta, thì chất liệu lo lắng, sợ hãi, thất vọng sẽ sinh khởi trong ta và đưa ta đi vào trong trầm luân dâu bể. Ở nơi đó, ta không còn là ta nữa, ta chỉ là sự chất đắng và khóc than. Đêm 11 tháng 5 âm lịch, tức là đêm 21 tháng 6 năm 2002, tôi cùng với hai người học trò ngồi chơi và ngắm trăng trên hồ Bán Nguyệt Từ Hiếu. Tôi đưa cây roi mây đùa chơi với nước, ánh trăng chao dưới đáy hồ. Tôi nói, ánh trăng lung linh, lung linh. Một người học trò nói, tình thầy cũng lung linh, lung linh. Và một người học trò khác lại nói, tình thầy không lung linh, tình thầy bất động như dần trăng trên trời. Thầy trò tôi đêm ấy thật là bình an và hạnh phúc. Và đêm 15 tháng 5 âm lịch, tức là đêm 25 tháng 6 năm 2002, sau khi cùng với tăng thân Từ Hiếu tọa thiền tại thiền đường trăng rằm xong, tôi bước ra khỏi thiền đường, nhìn lên bầu trời trong xanh, thấy chừng trăng sáng đẹp. Tôi nói với thầy Thái Tịnh và thầy Minh Pháp, đêm nay trăng đẹp quá, hai thầy đi ngắm trăng đi. Hai vị nghe tôi nói, họ đi tìm chỗ để ngắm trăng, còn tôi thì lại nắm tay Điệu Nam, Điệu mới 12 tuổi, và nói, hai thầy trò mình đi xuống hồ Bán Nguyệt để ngắm trăng. Đến hồ Bán Nguyệt, ngồi yên lặng một chút, tôi hỏi Điệu Nam, con có thấy trăng đẹp không? Điệu Nam trả lời, trăng chỉ đẹp sơ sơ thôi. Tôi mỉm cười với Điệu, rồi ngồi yên lặng và nhìn trăng. Khi trăng lên quá đồi thông, ảnh của trăng rơi xuống dưới hồ. Nhìn ánh trăng bất động dưới đáy hồ, tôi hỏi Nam, con có thấy ánh trăng dưới đáy hồ đẹp không? Nam trả lời, dạ đẹp. Tôi hỏi, tại sao trăng dưới đáy hồ lại đẹp? Nam trả lời, con không biết, con chỉ thấy nó đẹp và con nói nó đẹp thôi. Tôi hỏi, mấy con cá dưới nước, nó có thấy ánh trăng dưới đáy hồ đẹp không con hè? Nam nói, cá không thể thấy, vì cá nằm dưới nước mà trăng thì ở trên nước chiếu xuống. Nghe Điệu Nam nói, tôi vui quá và nói, con có làm cá ở dưới hồ đâu mà con biết cá không thấy ánh trăng dưới hồ. Điệu Nam ngồi im lặng, tôi nói tiếp, để chứng nghiệm điều đó, con nên cởi áo, lặn xuống nằm yên dưới đáy hồ, xem thử có thấy được ánh trăng dưới đáy hồ không. Điệu Nam nói, dạ, con không biết bơi. Tôi cười và xoa đầu Điệu Nam. Rồi hai thầy trò dắt nhau về chốn cũ giữa tình yêu mênh mông của trăng. Và rồi tình yêu của trăng đã đi vào trong đời sống của tôi từ bao giờ. Chính tôi cũng tình bạn và sau đó là tình yêu. Họ yêu nhau tha thiết khi còn là sinh viên. Họ vẽ cho nhau bức tranh đời rất đẹp. Một người vẽ bức tranh đời theo cách nhìn toán học có pha một chút văn chương với những cảm xúc lãng mạn. Và một người vẽ bức tranh đời theo cách nhìn của văn chương có pha một chút rạch ròi bằng luận lý toán học. Mỹ đã nói với mẹ mình là Mỹ đã thương Khánh và hiến trọn tất cả những gì của mình cho Khánh. Nhà của Mỹ giàu có hơn nhà của Khánh. Khánh đã mất cha khi còn bé, Khánh ở với mẹ. Mẹ của Khánh làm y sĩ tại khoa sản Bệnh viện Huế. Mẹ của Mỹ không cản ngăn gì việc Mỹ yêu Khánh mà còn hỗ trợ cho Mỹ việc ấy. Như vậy, Mỹ quá hạnh phúc. Khi Khánh ra trường, Mỹ xin tiền của mẹ 10 triệu để lo cho Khánh có việc làm ở thành phố. Khánh nhờ sự hỗ trợ của Mỹ nên ra trường là được đi dạy ngay. Khánh và Mỹ, hai người sống với nhau những ngày yêu đương thật đẹp. Sau một thời gian đi dạy, Khánh đã bắt đầu có uy tín và có một chút vị trí trong xã hội, quen biết bạn bè khá nhiều trong mọi lĩnh vực
nhất là giới nữ. Khánh đã quen Châu, và không bao lâu hình ảnh của Châu thay dần hình ảnh của Mỹ trong trái tim Khánh. Châu là nữ giáo viên giỏi về âm nhạc và dạy nhạc tại Trường Quốc gia Âm nhạc Huế. Châu đã đánh cho Khánh nghe những cung đàn kỳ diệu của tình yêu. Càng nghe cung đàn của Châu đánh ngân lên chừng nào, thì hình ảnh của Châu đi vào trong Khánh một cách mãnh liệt chừng đó. Và hình ảnh dễ thương của Mỹ ngày ấy đối với Khánh lại càng xóa sạch một cách nhanh chóng. Và bây giờ, trong Khánh không còn bất cứ cái gì là của Mỹ, mà tất cả chỉ là của Châu và Châu thôi. Khánh đã gặp Mỹ và nói lời chia tay. Mỹ nghe Khánh nói, đứng chết điếng người. Còn Khánh vẫn đứng bình chân như vậy, xem chẳng có gì xảy ra. Mỹ đứng chết điếng, bởi vì cuộc đời của Mỹ không có cái gì ngoài Khánh. Nhưng Khánh đã nói lời từ giã với Mỹ một cách tàn nhẫn, là vì cuộc đời của Khánh sau Mỹ đã có Châu. Khi yêu Khánh, Mỹ đã nghĩ tới vị ngọt của tình yêu mà không bao giờ nghĩ đến vị đắng của nó. Bức tranh đời thơ mộng mà Mỹ vẽ ra ngày ấy bỗng xà xuống bởi những chấm đen kinh dị. Còn Khánh thì vui cười thỏa thích vì anh ta chinh phục được nhiều trái tim và đã nếm vị ngọt của tình yêu rỉ ra từ trái tim này đến trái tim khác. Ngày cưới của Khánh và Châu, Mỹ có đem quà đến tặng, nhưng Mỹ chỉ đứng ngoài cửa ngõ lấy tay che mặt lại và nhờ một em bé đem quà vào cho Khánh. Mỹ đứng đó ngẫm nghĩ rồi tự nhủ, mình là tình yêu ngoài cửa ngõ của tâm hồn. Sau đó, Mỹ quay lưng với cuộc tình ngoài ngõ và đi theo hướng của mình. Sau ngày cưới, Khánh và Châu sống thật êm đềm và hoa trái đầu tiên là một bé trai. Khánh thương và quý Châu hơn thương và quý cả cha mẹ. Cuộc đời của Khánh chỉ là Châu và Châu. Trưa hôm ấy, Khánh đi dạy về, nhận được thư của tòa án mời. Khánh đến tòa vào lúc 14 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2002 để giải quyết đơn yêu cầu ly dị của vợ. Khánh bàng hoàng thấy trời đất sập đổ, liền hút đến 20 điếu thuốc lá để tìm cách giải ẩn số của Phương Trình. Nhưng giải mấy cũng không ra mà đã đến giờ phải đi hầu tòa. Đến tòa, Khánh đã thấy Châu ngồi đó với nét mặt lạnh lùng, đanh thép, trả lời câu hỏi của tòa một cách láu lách, lươn lẹo. Đến phiên Khánh, Khánh đã trả lời trước tòa là Khánh chỉ mong muốn Châu ở lại với Khánh mà thôi. Nhưng trước tòa, Châu đã quyết liệt từ chối, bởi vì trong trái tim Châu đã có một hình ảnh khác rồi, nên Châu đã tìm đủ mọi lý lẽ để biện bạch là không thể tiếp tục sống với Khánh. Tòa đã cố gắng giải hòa cho hai người nhưng không được. Châu nói một cách lạnh lùng là mình phải chia tay thôi. Thế là rồi họ chia tay thiệt. Châu lại vui chơi theo nắng mới, mặc kệ sự khổ đau của Khánh. Còn Khánh thì lầm lũi trên đường về, đốt thêm vài điếu thuốc lá nữa để hút, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Bất chợt, Khánh giải ra được ẩn số của Phương Trình. Nếu mình không làm cho Mỹ khổ đau, thì ngày nay mình đâu có nỗi đau nghiệt ngã này. Về đến nhà, Khánh thắp hương quỳ xuống trước bàn Phật gần cả nửa giờ. Không biết trong nửa giờ ấy, Khánh đã nói gì với Phật. Nhưng dù Khánh có nói gì với Phật đi nữa, thì trước mắt anh vẫn chịu một nỗi đau nghiệt ngã như cái nghiệt ngã của tình yêu ngày ấy mà anh đã tạo ra cho Mỹ. Té ra, cuộc đời là vậy. Vốn liếng quý báu. Quá khứ chỉ là những kỷ niệm vui và buồn. Những kỷ niệm ấy, nếu ta không tái lập chúng trong hiện tại, thì rồi chúng sẽ lặn chìm vào trong quên lãng. Tương lai chỉ là những ước mơ, và ước mơ nào cũng đẹp. Nhưng những cái đẹp của tương lai không khởi công xây dựng từ hiện tại, thì cái đẹp ấy chỉ là sự hư huyễn mà thôi. Hiện tại là những gì ta đang có, nên ta phải tiếp xúc với quá khứ bằng hiện tại, và ta xây dựng tương lai cũng bằng hiện tại. Nếu ta từ chối hiện tại, không những ta mất quá khứ mà mất cả tương lai. Vậy ta phải sống thật sâu sắc và thật đẹp trong từng giây phút của hiện tại, để ta có thể tiếp tục những gì tốt đẹp mà ta đã có, đang có, và chắc chắn ta sẽ có nó trong tương lai. Bỏ mất giây phút hiện tại là bỏ mất tất cả vốn liếng quý báu của mình. Vốn liếng quý báu của mình
là biết mình đang có mặt một cách trọn vẹn. Do đó, hiện tại là vốn liếng quý báu nhất của tất cả chúng ta. Buông thả. Bạn biết không, tâm của bạn là một số nguồn sinh khởi hạnh phúc, nhưng tâm của bạn cũng là một số nguồn sinh khởi sự khổ đau. Vì sao? Bởi vì trong tâm của bạn hàm chứa cả hai hạt giống thiện và ác. Tâm bạn khởi lên những hạt giống thiện, nó sẽ dẫn bạn đến đời sống hạnh phúc. Tâm bạn khởi lên những hạt giống ác, nó sẽ dẫn bạn đến đời sống đau khổ. Xả kỹ là một hạt giống tốt đẹp. Thánh thiện vốn có nơi tâm thức của bạn. Nó biểu hiện lên trên mặt ý thức, rồi đi ra nơi lời nói và việc làm của bạn, là nó có khả năng chế tác hạnh phúc cho bạn. Ích kỷ là một hạt giống không tốt đẹp. Phàm tục vốn có nơi tâm thức của bạn, nếu nó biểu hiện lên trên mặt ý thức, rồi đi ra nơi lời nói và việc làm của bạn, thì nó sẽ chế tác ra chất liệu khổ đau cho bạn. Bạn biết không, bạn càng xả kỹ bao nhiêu thì bạn có hạnh phúc an lạc và thảnh thơi bấy nhiêu. Trái lại, bạn càng ích kỷ bao nhiêu thì bạn càng khổ đau bấy nhiêu. Đó là một sự thật. Cha mẹ, anh chị, bạn bè và người yêu của bạn không thể làm cho bạn có hạnh phúc được, mà khi trong tâm thức của bạn có quá nhiều hạt giống ích kỷ. Vậy muốn có hạnh phúc, an lạc và thảnh thơi, bạn đừng hoài công tìm kiếm ở nơi đâu, mà chỉ cần bạn buông thả những hạt lại chẳng ai hiểu biết gì cả, thì đó là một rủi ro lớn lao cho bạn. Hơn thua đều mệt. Bạn có nhiều khổ đau là do bạn muốn hơn người hoặc bạn quá sợ người khác hơn mình. Bạn hãy buông bỏ hạt giống muốn hơn người và sợ người khác hơn mình, thì bạn mới có thể thanh thản để ngắm núi xanh và nhìn mây bay. Bạn thử nghĩ, có khi nào sự xanh tươi và vững chãi trong đời sống của bạn là xanh tươi và vững chãi hơn núi xanh không? Và có khi nào đời sống của bạn thoải mái như mây trắng bay không? Vậy thì bạn ưa hơn người hoặc sợ người khác hơn mình làm. Vậy bóng của bạn che mát cho ai? Chẳng lẽ sự hiện hữu của bạn không che mát cho ai cả? Đâu đến nỗi tệ như vậy, phải không bạn? Bóng cây là một thực tại màu nhiệm, nhưng là sự màu nhiệm của vô tri. Bạn mới là một thực tại màu nhiệm của hữu tri. Nếu bạn biết sử dụng cái thực tại màu nhiệm hữu tri của bạn một cách có tuệ giác, thì bóng mát của bạn cực kỳ tuyệt vời, mà bóng mát của tàn cây kia không thể so sánh. Bạn cứ sống đi rồi sẽ thấy. Hạt sương và viên sỏi. Bạn nhìn mọi sự vật, cái gì nhẹ thì đi lên, cái gì nặng thì đi xuống. Cũng vậy, bạn nhìn vào cái nặng và cái nhẹ nơi thân và tâm của bạn, thì tức khắc bạn tự biết là mình đang đi lên hay đang chìm xuống. Bạn biết không, nhẹ nhàng là một trong những yếu tố tạo nên sự an lạc và tuệ giác của bậc thánh. Nặng nề là một trong những yếu tố tạo nên sự hệ lụy, sự khổ đau, sự sa đọa của chúng sanh. Bạn biết nhìn hạt sương và viên sỏi là bạn thấy ngay hạt sương nằm vững chãi, thảnh thơi trên những đọt tùng, lá trúc, cánh hoa, cọng cỏ và nhẹ nhàng ẩn mình khi mặt trời lên mà không nghe một tiếng động. Còn viên sỏi thì lì lợm, nằm lăn lóc giữa những chặng đường cát bụi hay rơi xuống chìm sâu dưới lòng sông. Vậy bạn là hạt sương hay viên sỏi? Hay là gì? Hay không là gì? Thì hãy nhìn sâu vào trong tâm của bạn trong từng giây phút hiện tại để tự cảm nhận lấy. Bên nắng hoa tươi
bướm bay tầm hoa kết nụ dâng cho cuộc đời trai ngọt ngón này hoa làm thân tôi uống nước diêm trong tôi ngậm trong lòng tôi nghe biển mặn sóng vỗ mênh mông thân tôi sông rộng quê hương nghìn dòng chung một dòng chung nước sẽ nuôi tôi thâm nhuần muôn loài nước chảy tôi chạy nước buồn tôi thở dài nước ấy hoa đầy khác gì thân này trăm năm hồ mộng cát bụi lầm hương vạn pháp nương chuyện thường trong vô thương. Đừng để chết ngột. Bạn biết không, tình yêu lứa đôi nào cũng có khói và lửa. Trong tình yêu ấy có khói nên thường dẫn ta vào cõi mù quáng, và trong tình yêu ấy có lửa nên nó thường đốt cháy sự bình an và sự hiểu biết của ta. Bạn biết không, không những trong tình yêu lứa đôi có lửa và có khói, mà còn có giông bão, có nước cuốn và đất chùi nữa. Vì nó có chất liệu của giông bão nên khi bạn rơi vào cạm bẫy ấy, bạn đứng ngồi không yên, sấm sét hay nổi lên trong đời sống của bạn, làm cho sự bình an của bạn bị gãy. Và vì nó có chất liệu của nước cuốn nên bạn có thể bị cuốn trôi và bị chết đuối. Và vì nó cũng có chất liệu của đất chùi nên bạn có thể bị vùi dập trong lòng đất bởi bất cứ khi nào. Tuy nhiên, bạn đừng thất vọng. Nếu muốn yêu thì bạn cứ yêu. Bởi vì trong tình yêu có lửa nên bạn có cơ hội để thắp sáng và tỏa sáng. Nếu bạn để cho lửa tình yêu bị ngúng thì lửa ấy sẽ bùng ra khói. Nhưng nếu lửa ấy được chăm sóc để nâng lên thì nó sẽ tỏa ra ánh sáng. Nếu bạn để cho nó bị ngúng trong lòng của bạn thì trước sau gì bạn cũng bị chết ngột. Và nếu bạn không biết dùng lửa tình yêu để thắp sáng thì lửa ấy không giúp được gì cho bạn mà chỉ đốt cháy bạn. Và cuộc đời của bạn chỉ là bóng đêm và một đống tro tàn. Vậy bạn hãy chuyển hóa khói lửa tình yêu trở thành ánh sáng tình yêu, để bạn đi đến đâu cũng an toàn và sống với ai cũng hạnh phúc. Bạn chỉ vượt thoát sự chết ngột với tình yêu khi nào bạn biết chuyển hóa chất liệu khói lửa ở trong ấy thành chất liệu của ánh sáng. Nếu không làm như vậy, trước sau gì bạn cũng bị chết ngột. Rơi vào hư vô. Bạn biết không, cuộc đời vốn là bất toàn. Vậy bạn ngồi để than trách cái bất toàn của cuộc đời thì có ích gì cho bạn? Tại sao bạn không chấp nhận cái bất toàn đó để nhìn sâu, chăm sóc và thăng tiến? Bạn biết không, cái bất toàn của cuộc đời không phải nó diễn ra trên một đường thẳng hay một đường cong, mà nó luôn luôn diễn ra trên một đường vòng xoáy ốc. Và chính nó diễn ra như một đường vòng xoáy ốc. Do đó, nếu bạn chấp nhận nó để thăng tiến thì bạn có thể đi lên, và đi lên mấy cũng được. Bạn có thể đi lên đến tận đỉnh cao của cuộc đời để ngắm nhìn trời xanh mây trắng, ngắm nhìn không gian bao la, ngắm nhìn người và vật. Bạn ơi, nếu bạn ruồng bỏ cái bất toàn của cuộc đời để đi kiếm tìm một cái toàn hảo giữa cuộc đời là bạn sẽ vô vọng. Bởi vì đã là cuộc đời thì không có nơi nào là nơi toàn hảo. Vậy
bạn hãy ôm lấy nỗi đau của bạn như ôm lấy đường xoáy ốc của cuộc đời để chăm sóc và thẳng tiến. Nếu từ chối nó, hạnh phúc của bạn sẽ rơi vào hư vô. Vị ngọt chết người. Bạn yêu một người mà gia đình của người ấy nghèo hơn gia đình của bạn, hoặc gia đình của người ấy giàu hơn gia đình của bạn, thì chắc chắn bạn khó có được hạnh phúc trong tình yêu lứa đôi. Bởi lẽ gia đình của bạn giàu hơn khiến bạn có mặc cảm tự tôn, gia đình của bạn nghèo thua khiến bạn có mặc cảm tự ti, và người kia cũng vậy, gia đình nó giàu hơn khiến nó mặc cảm tự tôn đối với bạn, và nghèo thiếu khiến nó mặc cảm tự ti đối với bạn. Như vậy, tình yêu lứa đôi trong các trường hợp ấy sẽ đem đến cho bạn những chất liệu nào chắc chắn bạn tự biết. Còn nếu bạn yêu một người mà gia đình bạn và gia đình người ấy tương xứng với nhau mọi mặt, bạn hy vọng xóa được mặc cảm tự tôn và tự ti từ cả hai phía, nhưng cũng từ cả hai phía lại sinh khởi mặc cảm bằng, và do mặc cảm bằng này khiến tình yêu của hai người có hai tuyến chiến rõ rệt, bên nào cũng giữ kẻ và rất khó sống chung hòa bình. Vậy tình yêu lứa đôi của bạn chỉ chế tác ra hạnh phúc cho bạn khi nào bạn yêu một người mà đơn vị ấy và gia đình của bạn mọi mặt cảm hơn, thua và bằng bị xóa. Nếu không xóa được những mặc cảm ấy nơi bạn, nơi người yêu của bạn và nơi những gì liên hệ đến hai người, thì khi chưa yêu bạn có một nỗi đau, nhưng khi đã có người yêu rồi, bạn không những chỉ có một nỗi đau, không phải chỉ có một nỗi lo lắng, mà bạn có cả trăm nỗi đau và trăm nỗi lo lắng. Bởi lẽ yêu là đi gần với quỷ, mà quỷ là quyệt. Cái quyệt của tình yêu lứa đôi là dùng dằn. Do dùng dằn nên đứng ngồi không yên, một nửa muốn ở và một nửa muốn chia tay. Nhưng ở không được mà chia tay không xong, đó là bi kịch ngàn đời của tình ái. Và lại nữa, cái quyệt của tình yêu lứa đôi là phỉnh gạt. Nó mê hoặc và phỉnh gạt tuổi trẻ một cái tài tình. Nó là kẻ thù của hạnh phúc mà tuổi trẻ tưởng là hạnh phúc. Nó là sứ giả của địa ngục mà tuổi trẻ tưởng là sứ giả thiên đàng.